Con người là sinh vật khó hiểu, thích trưng diện cái tôi nhưng không thể sống một mình. Đến cả khi phải miêu tả về một cái gì đó, họ cũng buộc phải so sánh với một thứ khác để làm nổi bật quan điểm cá nhân. Và vào lúc này, phép so sánh đang trending nhất ở Anh là Man City chuẩn bị ăn ba của Pep Guardiola, vĩ đại hơn Manchester United, đã cùng Sir Alex giành cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử nước Anh ở mùa 98-99. Vì dường như tất cả đều thích chủ đề này, nên chúng ta cùng nhập cuộc thôi. Theo định nghĩa về cú ăn ba hoàn hảo, một đội bóng phải giành được chức vô địch quốc nội, cúp quốc gia và danh hiệu châu lục. Trong lịch sử bóng đá châu Âu, chỉ có 7 đội từng giành cú ăn ba tính từ năm 1967 đến nay. Barca và Bayern Munich là hai đội từng giành thành tích này 2 lần. Nước Anh chỉ đóng góp một cái tên là Man United ở mùa 98-99. Lần gần nhất một đội bóng đạt được cú ăn ba là mùa 19-20 của Bayern Munich. Mùa trước, Liverpool từng có cơ hội làm được những thứ còn lớn lao hơn, đó là cú ăn 4. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng chỉ giành cú đúp cúp quốc nội, trong khi thua Man City ở Premier League và tiếp tục bại trận trước Real Madrid ở Champions League. Với Man City, thực tế là họ cũng từng giành cú ăn 3 nhưng ở phiên bản không hoàn hảo. Mùa 18-19, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola lên ngôi ở Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Thế nhưng tại đấu trường châu lục, họ dừng chân ngay ở vòng tứ kết trước Tottenham. Chính vì sự không hoàn hảo này nên người hâm mộ Man City vẫn bị fan Man United tìm ra lý do để chê bai. Nhưng vào lúc này, Man City đã tiệm cận kỷ lục vĩ đại của Man United. Chiến thắng mới nhất trước Arsenal giúp thầy trò Guardiola thay đổi hoàn toàn cục diện Premier League. Tại FA Cup, City cũng đã giành vé vào chung kết gặp chính MU. Còn tại Champions League, danh hiệu duy nhất mà Pep Guardiola chưa từng có cùng với Man City, họ cũng đã vào đến bán kết để đối đầu với Real Madrid. Là một người rất thận trọng trong phát ngôn, Pep Guardiola nửa đùa nửa thật. Man United không cần phải lo về kỷ lục của họ đâu. Chúng ta là hàng xóm, mà hàng xóm thì phải đối xử tốt với nhau. Man City còn cách rất xa cú ăn ba. Nhưng mặc kệ người trong cuộc cố gắng khiêm tốn, fan của Man City đang gáy to hơn bao giờ hết. Đi đầu là chùm cuối Noel Gallagher, cựu ca sĩ của nhóm nhạc huyền thoại Oasis và là một cổ động viên nhiệt thành của nửa xanh thành Manchester. Quá sung sướng trước phong độ hủy diệt của Man City mùa này, Noel Gallagher thổi bùng tranh cãi bằng đoạn hội thoại với người dẫn chương trình Andy Goldstein của TalkSport. Gallagher đi trước bằng tuyên bố cực sốc: Alex Ferguson chưa hề sáng tạo bất cứ thứ gì, còn Pep Guardiola thì đã thay đổi bóng đá. Goldstein đáp lại: nhắc để ông nhớ, Sir Alex đã giành cú ăn ba và có tới 13 danh hiệu Premier League. Thì sao chứ? Ông ta chưa hề đạt được thành tựu nào ở quốc gia khác phải không? Gallagher pressing. Không phải tay vừa, Goldstein phân tích. Tôi nghĩ Pep Guardiola mới là người phải chứng minh bản thân. Lần gần nhất ông ta vô địch Champions League đã từ 2012. Đã 11 năm trôi qua rồi và ông ta vô địch cùng với Xavi, Messi và Iniesta. Kể cả tôi cũng vô địch được Champions League với những siêu sao đó. Chạm vào mạch, Gallagher mỉa mai. Ồ, thế huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại thì sao? Ông ta vô địch Champions League một lần bằng luân lưu và một lần ở phút bù giờ đó. Nói về chuyện này, nếu Guardiola rời Man City mà không vô địch Champions League, đó có phải là thất bại không? Goldstein vặn lại. Haha, thất bại hả? Anh điên rồi. Anh đang nói cái quái gì với Andy? Pep đã thay đổi cách người ta chơi bóng đá ở quốc gia này và có thể là mọi quốc gia mà ông ấy đi qua. Bây giờ tất cả mọi câu lạc bộ đều xây dựng bóng từ thủ môn, đến cả những đứa trẻ cũng làm như thế ở công viên, dù có khi còn chẳng biết vì sao, nhưng chúng vẫn làm vì Pep làm thế. Ông ấy là thiên tài chiến thuật. Goldstein không muốn tranh luận nữa và kết thúc. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên đụng đến Sir Alex ở đây. Những thành tựu của ông ấy là không cần phải bàn cãi. Ồ thế à, tôi có thể đụng đến đấy, và tôi sẽ tiếp tục làm thế trong tương lai. Gallagher cứng đầu đến cùng. Đã mang phần fan cuồng thì mọi thứ của thần tượng đều là tốt nhất. Chúng ta hãy cùng phân tích xem, gạt đi sự cảm tính, thông tin mà Gallagher truyền tải chính xác được bao nhiêu. Đầu tiên, Sir Alex chỉ thành công ở nước Anh, chứ chưa bao giờ giành được thứ gì ở quốc gia khác. Điều này sai rồi, và sai căn bản. Thực tế thì vì sự nghiệp của Sir Alex tại Man United quá vĩ đại mà người ta quên mất mảng ký ức hào hùng không kém của ông ở quê nhà Scotland. Trước khi tiếp quản Man United vào năm 1986, máy sấy tóc có 8 năm cầm đội Aberdeen. Đây là một đội bóng nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với tầm vóc của Celtic và Rangers, hai gã khổng lồ thống trị bóng đá Scotland. Thế nhưng trong tay của Sir Alex, Aberdeen có 3 lần vô địch giải quốc gia, 4 lần vô địch cúp quốc gia và đặc biệt mùa 82-83, họ đánh bại Real Madrid để vô địch Cup Winners' Cup, giải đấu tương đương với Europa League bây giờ.
Đến cuối năm 83, Sir Alex tiếp tục giúp Aberdeen đánh bại Hamburg, đương kim vô địch cúp C1 sau 2 lượt trận để vô địch siêu cúp châu Âu. Cho đến bây giờ, đó vẫn là hai danh hiệu châu lục duy nhất trong 120 năm lịch sử của Aberdeen. Mà có thể Gallagher quên thì nhắc cho ông nhớ, Scotland và Anh là hai quốc gia khác nhau. Phần lịch sử về Man United thì cũng không cần nói quá nhiều bởi nó mang tính sử thi của bóng đá. Ở đây, hãy chỉ chú ý tới chi tiết rằng, thời điểm Sir Alex lên nắm quyền, cả Aberdeen và Man United đều khó khăn cùng cực. Aberdeen đứng trên bờ vực phá sản, còn Man United thì đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Xin nhắc lại, quỷ đỏ mà Sir Alex tiếp quản là đội bóng đang đua trụ hạng và đã 26 năm không vô địch nước Anh. Nếu mọi thứ thật sự là dễ dàng và Sir Alex chẳng sáng tạo được gì như lời Gallagher nói, thì hẳn huấn luyện viên sinh năm 1941 là người đàn ông may mắn nhất thế giới, bởi ông xuất hiện đúng đà đi lên của Aberdeen lẫn Man United, chứ thực sự là chẳng có tài cán gì. Câu chuyện so sánh sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết nếu chúng ta không mở lòng chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Để tôn vinh Pep Guardiola, không cần phải hạ thấp Sir Alex hay những thành tựu của ông và ngược lại. Mỗi người ở mỗi thời đại khác nhau được hưởng lợi thế cũng như chịu khó khăn đi kèm. Nếu cứ đơn thuần là ném cả hai lên cùng một hệ quy chiếu thì thật sự là quá bất công. Nó giống như việc bạn bảo iPhone 14 vĩ đại hơn chiếc điện thoại đầu tiên của thế giới. Nó đúng nhưng là theo cách ngớ ngẩn. Và người thông minh thì không nên đóng vai của kẻ ngớ ngẩn. Quay trở lại với hiện tại, như video trước mà chúng tôi chia sẻ, Pep Guardiola biết rất rõ những gì mà người ta bàn tán về mình ở trên mạng xã hội. Ông cũng thừa hiểu là mình may mắn như thế nào trong sự nghiệp cầm quân, chứ không phải là khăng khăng rằng bản thân cả đời vượt khó. Chính sự khiêm tốn, tiếp thu, học hỏi không ngừng nghỉ theo năm tháng đã giúp Pep duy trì vị thế huấn luyện viên số 1 thế giới như hiện nay, trong khi nhiều người cùng thời giờ đã xuống cấp rất nhiều. Và Pep vĩ đại mà chúng ta tôn vinh dành sự tôn trọng cao nhất cho Sir Alex Ferguson, đối thủ mà ông đã đánh bại tới 2 lần trong các trận chung kết Champions League. Ông ấy là huấn luyện viên vĩ đại nhất, quan trọng nhất trong thời của mình và có lẽ là mọi thời đại. Vì thế khi một huyền thoại như thế mời tôi ly vang sau trận derby Manchester, bạn phải hiểu tôi biết ơn thế nào. Thật tuyệt khi được tương tác với một con người như vậy, tôi thích lắm. Pep chia sẻ về lần được Sir Alex mời rượu ở Old Trafford. Trong cuộc đời, anh hùng luôn trọng anh hùng, họ vốn đã ở một cái tầm khác biệt nên nhận thức mọi thứ cũng khác đại bộ phận. Trong khi cả thế giới tranh cãi xem ai là người vĩ đại nhất, thì những người vĩ đại lại nhún nhường cho thế hệ sau đi lên. Pep biết trước ông có ai và sau ông có ai. Thay vì tự cho mình là một hòn đá chắn ngang dòng chảy lịch sử, hay là một cái cây bên đường phủ bóng sự thông thái,